Mình vừa mới dọn được 12 luồng gấu đây mọi người. Trưa nay có mấy anh em xuống đây câu, mỗi người dọn thêm mấy luồng nữa. Xuống chỗ này dọn đường rồi, mới nãy có nguyên bầy trâu lủi ngang chỗ này luôn, phá hư mấy đường câu hết trơn. Nước nó đục quá, không biết tối nay có chịu ăn hay không. Đây giới thiệu mọi người anh Sang. Anh Sang hồi trước cũng đi câu với mình rồi. Anh Sang ở Sài Gòn á. Nó giờ ra ngoài đó phải lội qua chỗ này. Nó ra ngoài cái cây tràm đó đó. Ngoài ảnh có dọn mấy luồng rồi. Rồi bữa nay mình tiếp tục ở lại đêm nữa nha. Câu đêm tới sáng mai luôn. Bên kia quá trời cần thủ luôn mà nãy giờ không thấy ai lên cá hết. Bên kia nước trâu mới mới lội đục ngầu. Ơi dính một con rồi mọi người. Dính một con rồi. Ui 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 con khá rồi đây nè. Ui 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 đã chưa. Ui chiều giờ nó mới ăn nè. Con này chắc khoảng 4 lạng. Kéo một đường đầu tiên táp liền. Rồi dính con nữa mọi người. Rồi giờ cá ăn liên tục luôn. Vừa mới câu con kia lên. Ôi đã ghê luôn á. Con này nhỏ hơn con lúc nãy. Ôi. Hai con liên tiếp luôn mọi người. Lên con nữa mọi người ơi. Con này nó táp nghe giòn ghê. U. Còn khá nữa. Đấy. Bây giờ cá chịu ăn rồi. Còn sướng rồi mọi người. Mới bắt hàng kia giờ bắt được con này nữa. Đó. Ba con. Lúc nào cá chịu ăn con sướng. Vâng. Đừng ưng. Cá bự. Trời ơi. Hết hồn luôn. Ừ mọi người. Trời ơi. Ừ đã chưa. Trời ơi con này cá ký luôn. Ừ nó táp. Ơi 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 ơi. Trời ơi cá nè. Thẳng hồi. Táp giật mình luôn mọi người. Mình mài chỗ này có buổi trời nó mới ăn à. Này chắc cá ký á.
từ 9 lạng tới 1 ký. Ôi ôi ơi, quá đã luôn. Táp giật mình luôn. Qua nay câu cá thì sốc má đau không. Con này cỡ từ 9 lạng tới 1 ký nha mọi người. Google. Sáng sớm à, sáng sớm tính ra lại câu thiếu về mà đụm được Google. Vô sát bên luôn mọi người. Vô tới ngay chỗ này luôn. Kéo vô gần tới trong rồi nó táp. Táp cái đùng cái. Rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị về thôi mọi người. Tổng kết thành quả nè. Hồi tối này mình câu được 3 con. 3 con từ 3 lạng tới 4 lạng. Con trọng trọng không à. Tới khuya nó mới ăn mọi người. Tối mình câu dính là lúc 12 giờ. 12 giờ mấy á. Nó ăn liên tục 3 con luôn, xong cái nó không ăn nữa. Đó. Đó. Bữa trước nữa, bữa trước có thêm 4 con nữa. Cá được không thấy không? Này mình đi 2 đêm nha. Đây có con Hugo mới câu lên nè. Hugo mới câu lên. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Nó bự chưa? Trời ơi. Con này phải từ ký. Từ 9 lạng tới 1 ký chứ không có nhỏ nha. Đó. Đó mọi người coi bằng chân bên nè. Dài gần bằng 2 cái chân mình á. Bự cho bá luôn thấy không? Ừ. Cái đầu nó cỡ 4 ngón tay. Giờ bữa đêm trước mình câu được 4 con. Bữa sau mình câu cũng được 4 con. Bữa nay được có con bự. Đêm nay tính ra khá hơn à. Mấy con nhỏ nhỏ cũng lớn hơn mấy con trước. Của anh Sang thì được 4 con rồi. Từ qua nay nhỏ nhỏ không mọi người. Con cỡ chừng 2-3 lạng. Đây, một quả ảnh nè. Đó. Này là 3 con, còn con để anh để trong cái thùng, con cũng cỡ mấy con này. Chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục lên cái chỗ hôm bữa mình cùng với mấy anh em dọn đường nè. Lên đây câu nữa. Đó, cái chỗ này hôm bữa mình kéo được một con Hugo lần đó nha. Con đó mình về mình cân hơn 1 ký luôn. Là gần 1 ký mốt. Hôm nay mình đến đây rất là sớm để câu. Bây giờ mình sẽ câu tới trưa trưa. Nắng ấm lên rồi mình tiếp tục đi dọn đường nữa nha. Dọn đường xuống phía dưới. Để câu đêm luôn. Câu đêm tới ngày mai mới về. Thôi bây giờ lấy một câu ra câu thôi. Rồi mình mới dọn xong được 10 cái luồng câu ở phía dưới đó. Cộng thêm bữa mình dọn 12 luồng. 12 luồng mà bị trâu lội lấp hết nhiều cũng mấy luồng rồi. Bây giờ mới dọn thì cá chắc cũng chưa vô luồng đâu. Mình kiếm đường qua bên kia nha. Kiếm đường lội qua bên kia câu. Bên đó nó im hơn bên đây. Nãy trâu nó cũng quần chỗ này dữ lắm. Bên kia nãy mình thấy trâu nó không có quần bên đó. Bên đó nó im hơn, qua bển câu thôi. Nó có mấy cái đường trâu lội sẵn, câu cũng được. Buổi chiều trâu nó lội dữ quá. Câu không có cá luôn người, trâu lội đụng nước đục quá. Giờ ban đêm câu không biết sao đâu. Giờ ăn cơm xong rồi xuống chiến tiếp nữa nha mọi người.
nó cho nó im im, cá nó vô bờ đi được câu. Rồi, bây giờ lên đường nhé mọi người. Mới ăn cơm xong luôn. Bây giờ chắc gần 7 giờ tối rồi. Mình tắt đèn nha, chừng nào có cá mình mới quay cho mọi người coi. Tại vì mở đèn về câu cá nó không có ăn. Trời, cá đớp mọi người. Dính nè. Đây, một con. Một con đầu tiên. Một con đầu tiên cỡ 2 lạng không mọi người. Này, cái đường mình mới dọn hồi trưa nè. Đường câu mới dọn hồi trưa. Bây giờ cứ ăn là lậm chứ không có như hồi đó. Đó hên xui. 50-50. Bữa nay trời sáng trăng lắm nha, sáng như ban ngày vậy. Câu nãy giờ cũng mấy đường rồi. Tới cái đường này nó cá mới chịu ăn. Ôi, dính con bự ghê mọi người ơi. Ôi ôi. Một đường một nó táp luôn à. Cá bự ghê mọi người. Con này 7-8 lạng á. 7 lạng á. Cỡ 7 lạng mọi người. Ui, đớp rồi mọi người. Lên. Ui ui. Đấy. Ơi ơi. Câu tới sáng nó mới ăn nữa mọi người. Câu khuya khuya cái nó hết ăn, gần sáng nó không ăn luôn á. Tiên con này cũng khá nè. Ơi, đớp rồi mọi người. Nó đớp hụt rồi. Ơi. Ơi, đớp dính à. Dính. Đó, một con nữa nha. Ôi ôi. Ấy. U. Cá bự ghê. Trời bá luôn mọi người. Nãy con cái con đớp hộp ở trong con nhỏ mới đâu bự dữ vậy đâu. Ừ.
nay tính ra câu ban ngày còn ngon câu ban đêm mọi người. Con này từ 6 lạng á, chứ không nhỏ đâu, 5-6 lạng á. Rồi, thành quả hôm nay của mình đây mọi người. Đây, có con cá bự nè, con này câu lúc tối. Con này khoảng 7 lạng nha. 7-8 lạng nha, đây nữa nè. Đó, con mới câu lên nè. Hai con câu lên nè. Đó, 4 con mọi người. Cá ngon không à. Con này cỡ khoảng 7-8 lạng vậy á. Này khoảng 5-6 lạng. Được 4 con à. Thì mình câu trong mấy cái đường câu của mình không á. Hôm qua mình qua tới bên kia luôn mà câu không có. Tối mình cũng qua bển luôn mà câu không có mọi người. Qua mấy câu mấy cái đường câu của mình không à. Mấy đường câu mới mới có cá, mấy đường câu cũ có một đường câu cũ câu được có một con à. Tại do trâu nó lội mọi người, trâu lội nó phá mấy đường câu mình hết rồi. Rồi bây giờ mình kết thúc cái video tại đây nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau nữa nha. Bữa nay câu vậy là cũng được rồi đó. Ok, cá ngon không?